Vào một ngày đẹp trời khi chúng tôi đang đi câu cá heo hồng anh em ạ. Tôi săn cá heo hồng đã rất nhiều ngày hôm nay anh em ơi, nhưng vẫn chưa ra. Thử thách câu cá heo hồng của tôi là 24 giờ. Tôi nghĩ là nó cũng sẽ ra thôi, nhưng không. Bây giờ nó đã lên tới 72 giờ rồi anh em ạ. Mọi người đặt cho tôi một cái biệt danh, đó chính là siêu nhân đen. Và còn có những người khác, họ này còn yêu mến tôi, người ta còn đặt cho tôi một cái biệt danh đáng yêu hơn, đó chính là thần đen anh em ơi. Trời ơi đậu xanh, người ta có một cái vị thần đó chính là thần đen anh em ơi. Anadan ấy, thần đen ấy. Mà bây giờ người ta đặt cho tôi một cái tên đáng yêu là thần đen anh em ơi. Trời ơi tôi đâu có muốn vậy đâu anh em ơi. Lần nào cũng thế, tôi là người đen đủi anh em ạ. Suốt ngày nhìn người ta lên cái heo hồng, tôi không hiểu tại sao lại đen như thế anh em ơi. Tiếp tục đen anh em ơi. Trời đất ơi, cái quần què gì đây. Tôi thực sự là không thể tin được anh em ạ. Tôi nói thật với các bạn, tôi đếm không biết bao nhiêu người đã lên cái hồng rồi, nhưng tôi thì chưa. Vì tôi là thần đen hay sao ấy. Không thể tin được anh em ạ. Tôi đã mời thầy cúng đến, các pháp sư đến, rồi cúng thần cá may mắn anh em ơi. Trời ơi, nhưng mà cuối cùng vẫn không câu được con cá heo hồng anh em ạ. Tôi thực sự cảm thấy bất lực anh em ạ. Và thôi, tôi quyết định hôm nay không đi săn cá heo hồng nữa. Tôi quyết định ra ngoài biển anh em ạ. Chứ tình hình thế này chối lắm anh em ơi. Tôi quyết định lấy con xe đạp SH màu vàng của mình ra. Trời đất ơi, bạn tôi toàn thằng giàu, toàn người có tiền, nhưng tôi thì sao anh em ơi. Mai đi trên chiếc xe đạp này, cùi bắp này. Nhưng tại sao anh em tôi vẫn yêu quý tôi? Là vì tôi là một người nghèo, một kẻ thèm khát. Anh em cười tôi khi tôi không câu được cá heo hồng các bạn ạ. Trời ơi, đã nghèo rồi còn tham lam. Người ta gọi là tham lam ngu dốt. Anh em hiểu chưa? Đã nghèo rồi mà không chịu cày tiền đi, mà cứ thích đòi đi săn cá hiếm anh em ơi. Đấy bạn tôi đấy, người ta đi ô tô đấy, đi mui chân đấy. Mình thì cái lóc cóc, cái xe đạp đạp hoài mà không cảm thấy mỏi chân à. Mà cứ còn tham lam săn cá heo hồng này thì săn cá hiếm này. Mất 3 ngày rồi, 4 ngày rồi, không kiếm được 1.000 nào. Suốt ngày cắm đầu cắm mặt ở cái chỗ trung tâm mua sắm mà câu con cá heo hồng anh em ơi. Hôm nay tôi quyết định lại phải ra chỗ này anh em ạ. Tôi ngồi đúng cái thế này là cái thế đẹp nhất của đất luôn anh em ơi. Anh em thấy cái thế này người ta gọi là thế chó xem tắt ao. Anh em hãy để ý, nếu muốn câu lên cá siêu to khổng lồ, các bạn hãy phải ngồi đúng cái chỗ của tôi ấy, giữa cái chỗ cái bóng, các bạn nhìn thấy cái bóng của cái dây không? Đấy, và cái cột ấy anh em phải ngồi giữa chỗ đó thì tỷ lệ ra bóng của anh em sẽ cao anh em ơi. Hôm nay tôi quyết định ra ngoài biển xem là có cá hiếm hay không. Tôi nghĩ rằng tôi là một người đen đã quá lâu rồi anh em ạ. Nhưng tôi vẫn chờ đợi. Nhưng dưới mặt nước xuất hiện một con cá người ta gọi là vây đuôi rất là chậm anh em ơi. Người ta gọi là bóng năm mà nó vây đuôi rất nhẹ nhàng tình cảm các bạn ạ. Nó đang đi từ từ nó đớp tôi. Tôi đang rất hồi hộp và run anh em ơi. Ui, không biết nó là cá gì đây. Nhà táng à? Nhà táng hay chăng đây? Trời ơi, mới về chiều thôi mà em ơi. Bình tĩnh nào nhân ơi. Lên anh em ơi. Hy vọng đừng đứt dây. Cơm chó Hà ơi. Trời ơi, em ơi, lên. Trời ơi. Vỗ tay. Vỗ tay. Đây, người ta gọi là một con cá voi sát thủ anh em ạ. Đấy, siêu nhân đen đấy. Siêu nhân đen là tôi đấy. Hôm nay nó biến thành siêu nhân đỏ đấy anh em ạ. Đậu xanh. Tôi đen hàng mấy ngày hôm nay rồi. Bao nhiêu cảm xúc của tôi nó dồn về con cá voi sát thủ này anh em ơi. Ôi tôi cảm động quá anh em ơi. Trời ơi mấy con bạn còn bảo tôi hack kìa anh em ơi. Trời ơi anh cảm động quá các em ơi. Cảm ơn các em đã có mặt ở đây để chứng kiến cái giây phút thiêng liêng này. Anh lên con cá voi sát thủ vương miệng các em ơi. Anh mừng quá trời ơi. Anh cảm động quá, cảm động khi các em đã đứng đây chiêm ngưỡng cái con cá heo sát thủ này cùng với anh. Anh nghĩ là bây giờ chúng ta không có gì để nói rồi. Thần tài đến rồi anh. Ừ anh em ơi, thần tài đến rồi đấy em ạ. Trời ơi, siêu nhân đen bây giờ đã trở thành siêu nhân đỏ anh em ơi.
Vui 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 vui. Trời ơi, thời tới cản không kịp. Đúng rồi đó Hà Trà Châu ạ, à, thời tới cản không kịp đâu. Anh em hãy chiêm ngưỡng nó đi. Ôi giời ơi, con cá này bán tiền, tính ra tiền thì nó chỉ hơn 1000 tiền thôi anh em ơi. Trời ơi, nhưng mà tôi cảm giác mà nó phê. Vì con cá voi sát thủ nó là một con cá hiếm. Nhưng cái loài cá voi sát thủ vương miệng tôi nghĩ là nó còn hiếm cả hơn cái con cá heo hồng đây anh em ạ. Trời đất ơi, nó phê vãi cả nhãi luôn anh em ơi. Sướng, 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 sướng. Trời ơi anh em ơi. Thôi, 500 anh em cứ ở đây, tôi đi khoe cá đây. Ôi giời ơi, tất cả những anh em bạn bè của tôi đang ngồi trên con thuyền kia. Anh em hãy nhìn xuống mặt nước này, anh em có nhìn thấy con cá người ta gọi là cá voi sát thủ không anh em ơi? Con cá voi sát thủ đấy, nó là sát thủ vương miệng đấy anh em ạ. Chúc mừng anh, ừ anh cảm ơn em. Anh nhân đỏ rồi đó, ừ đúng vậy, anh rất là đỏ đấy em ạ. Ui giời ơi, vui mừng làm sao, vui mừng làm sao. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây và để chiêm ngưỡng con cá heo hồng. À nhầm, sao mẹ là heo hồng nhỉ, mình có bị ngao. Ăn ngủ heo hồng, mơ cũng mơ heo hồng. Đây là con cá voi sát thủ vương miệng. Ok anh em, tôi nghĩ tôi phải đi khoe mọi người mới được các bạn ạ. Đây là con cá voi sát thủ vương miệng cơ mà anh em ơi. Trời ơi, nó phê vách cả nhai luôn. Nó phê tới lóc nhà luôn anh em ơi. Nó phê tới cái lóc nhà luôn vì tôi quá đỏ trong ngày hôm nay. Ok bạn kia, bạn không nhìn thấy con cá này à? Đen quá anh ơi, bạn ấy chắc không biết con cá này con cá gì đấy anh em ạ. Đây, mang ra biển, mang ra cái bờ biển chỗ này. Đã khoe thì thôi, đã không khoe thì thôi, đã khoe thì phải khoe tất cả mọi lời anh em ơi. Mình đã không khoe thì thôi, mình phải khoe tất đúng không anh em? Đấy, mấy bạn ở kia câu con cá gì thế? Giờ này là ban đêm anh em ơi. Ban đêm thì ở đây làm gì có cá hiếm đâu chứ. Anh em gì ở đây ban ngày thì mới có rùa thôi anh em ơi. Anh em có nhìn thấy con cá này, con cá gì không? Voi sát thủ vương miệng đấy. Mấy anh em ở đây toàn mấy thanh niên nốt anh em ạ. Mấy thanh niên cùi gà rồi không biết con cá voi sát thủ vương miệng là cái gì đâu. Bây giờ tôi bơi ra ngoài cái thuyền xa kia khoe lốt mấy thanh niên ở ngoài tiền kia. Chắc bây giờ các chú ấy đang nghĩ là sẽ có cá voi sát thủ vương miệng ra đấy anh em ơi. Có con ngon nhất mình câu rồi. Trời ơi, bơi ra đây. Các chú anh em chuẩn bị xem với các chú. Mấy chú này phê nòi ra anh em. Phê nòi ra. Xem nha anh em xem nha. Đấy, anh em câu đi. Câu đi. Câu đi. Câu đi. Kinh, kinh, kinh. Sợ rồi anh em ơi. Sợ rồi đấy. Ấy, tôi phải nhảy nhảy múa múa đây. Đã không khoe, tôi khoe nó phải khoe tới cùng. Khoe tới chất thì thôi anh em ạ. Đấy, 500 anh em của tôi đấy, mang hết cá voi sát thủ ra khoe. Mẹ thanh niên cái chửi anh em ơi. Mẹ tổ cha mấy thằng kia. Thì sao, thì sao là man. 500 anh em của tôi hơi bị chất đấy. Anh em đi lên thuyền quẩy. Chưa tức mấy thanh niên nào các bạn ơi. Yeah, yeah, quẩy 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 quẩy. Anh em ơi, mang hết cá ra đây, mang hết cá ra đây. Trời ơi, cái quần mè dưới đây. Lên nóc thuyền nào, lên nóc thuyền, lên nóc thuyền nào, bắt con cá. Trời ơi, lên nóc thuyền bắt con cá anh em ơi. Quẩy quẩy quẩy. Về chưa. Úi dồi, đàn voi sát thủ ở đây anh em ơi. Ấy, cảm giác nó sung sướng làm sao. Rất may là tôi có 500 anh em đi theo cùng anh em ạ. Rồi bạn kia còn rủ đi 3 kìa anh em kìa. Trời ơi, đi 3 giờ này anh em ơi. Mai làm clip anh em ạ. Ấy, ý là mai tôi ra clip, ý là hôm nay đấy. Đấy, phê quá, sướng quá. Nên tôi phải làm một cái clip này anh em ạ. Để khoe với anh em luôn, tiện thể khoe với anh em luôn. Mà anh em nào có con cái hiếm hơn hãy bình luận bên dưới nha, để cho tôi biết nha. Cũng như là anh em nào chưa có cái hiếm này hãy bình luận bên dưới biết để cũng để cho tôi biết luôn đấy. Ok anh em, cảm giác ôi thật là phê anh em ơi. Và tôi nghĩ là xin phép dừng cái video này tại đây anh em ạ. Và tôi cảm ơn anh em đã xem cái video này của tôi. Cái video này chỉ mang tính chất là khoe khoang thôi. Nhưng mà khoe khoang ở đây vì tính sao tôi lại khoe khoang anh em ơi? Vì tôi săn cá heo hồng rất là đen. Tôi chưa bao giờ gặp cái bóng con cá heo hồng nào. Đây là con cá mà cảm giác là tôi cảm thấy là quý giá và tôi có cảm xúc với nó và tôi nên mới khoe thôi. Chứ thực ra là đối với nhiều anh em mấy con cá này chỉ là bình thường thôi đúng không? Nhưng đối với tôi con cá này là một con cá cực kỳ tốt, ngon. Cảm ơn tất cả anh em đã xem cái video của Nhân BB. Và các bạn hãy cho tôi xin một like và một lượt đăng ký kênh nha, để ủng hộ tôi, để giúp tôi có động lực ra nhiều video hơn.
Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của Nhân BB. Ok nhá. Xin chào.